Xin chào các bạn, tôi là Leo. Tôi đến từ chương trình học vẽ color qua các ví dụ. Ngày hôm nay, tôi sẽ làm một bài giới thiệu về chương trình color dành cho những người mới bắt đầu và cũng như những người đang tự tìm hiểu về phần mềm color. Thì trong bài này, tôi sẽ giới thiệu tổng quan về Corel, thanh Toolbox, thanh thuộc tính, màu sắc, một số phím tắt thường dùng trong Corel và cách sắp xếp đối tượng trong color. Đầu tiên và giới thiệu tổng quan Corel. Corel, chúng ta ở phía trên này là thanh menu. Ở đây sẽ là thanh công cụ toolbox của chúng ta. Bên đây là thanh màu sắc. Và đây là thanh thuộc tính. Nếu chúng ta muốn tạo một file mới, chúng ta File New. Thì ở đây, chỗ này chúng ta sẽ đặt tên. Đây là kích thước giấy. Chiều rộng, chiều ngang, đơn vị tính của chúng ta, chỉ đứng hoặc chỉ ngang, hạ màu, độ phân giải. Thường thì chúng ta chỉ cần quan tâm những cái mục phía trên này là được. Còn phần color setting thì tùy thuộc vào nhu cầu công việc của các bạn mà chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể làm nhiều trang dành cho những bạn tách màu trong thiết kế dùng để in ấn, hoặc chúng ta có thể vẽ trang một hình khác, trang hai một hình khác. Ví dụ tôi ở đây trang 2 là chúng tôi thường hay làm như thế này. Rồi bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về thanh Toolbox. Thanh Toolbox của chúng ta dùng để vẽ các đối tượng, ví dụ như công cụ shape tool, rectangle chữ nhật, circle hình tròn hoặc hình ellipse. Thì ở đây các bạn nhìn thấy ở bên đây có những dấu mũi tên nhỏ màu đen, thì tức là bên trong chúng ta vẫn còn có các đối tượng khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem thanh thuộc tính là như thế nào. Thanh thuộc tính, ví dụ ở đây tôi chưa vẽ một đối tượng nào hết, thì thanh thuộc tính ở đây là thanh thuộc tính của khổ giấy. Các bạn thấy ha, đây là kích thước giấy, kích thước giấy đứng, giấy ngang. Bây giờ tôi sẽ vẽ ra một đối tượng. Các bạn thấy trên này thay đổi. Bây giờ đây là thanh thuộc tính của đối tượng của chúng ta. Ví dụ các bạn thấy ở đây là nó là cong, round corner. Bây giờ tôi sẽ thay đổi giá trị nó. Bây giờ tôi cho nó là 10. Các bạn thấy ha. Mặc tôi có thể chọn chỗ này. Rồi, ở đây ví dụ tôi bỏ cái ổ khóa thì đi. Thì sao? Thì tôi có thể chỉnh từng góc một. Các bạn thấy ha. Thì các đối tượng khác chúng ta cũng áp dụng tương tự như vậy. Rồi. Bây giờ khi chúng ta vẽ, nếu chúng ta muốn vẽ một hình vuông thì chúng ta có thể chọn kích thước phía trên, hoặc chúng ta có thể dùng phím tắt rất là thông dụng, đó chính là phím Ctrl. Phím Ctrl dùng để vẽ một đối tượng vuông vức như thế này. Nếu chúng ta kết hợp với phím Shift, bây giờ tôi sẽ để chuột ngay đây. Các bạn để ý ha, tôi bấm phím Ctrl, tôi kết hợp với phím Shift. Các bạn thấy gì? Tâm của hình vuông bắt đầu ngay điểm bắt chuột của tôi. Các bạn thấy ha, một đối tượng ngoại trừ các góc chung quanh có một tâm, và giữ phím Shift để chúng ta vẽ hình tâm ngay điểm bắt chuột. Các đối tượng khác chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Ví dụ tôi sẽ dùng Polygon. Polygon ở đây đang là 12 cạnh. Tôi có thể giảm xuống 7 cạnh. Đây là tôi chưa bấm phím Ctrl. Tôi bấm thêm phím Ctrl. Bạn thấy không? Bấm thêm phím Shift. Đây là những phím tắt rất là thông dụng trong Corel mà chúng ta bắt buộc phải nhớ ha. Ngoài ra, nếu chúng ta muốn nhân đôi đối tượng thì sao? Chúng ta dùng dấu cộng. Các bạn lưu ý là dấu cộng bên bàn phím số ha. Nếu như các bạn dùng laptop thì dấu cộng phía trên chúng ta sẽ không áp dụng được. Các bạn nghe. Rồi, bây giờ tôi sẽ nói về tô màu. Một đối tượng trong Galro muốn tô được màu thì nó phải là một đối tượng khép kín. Khép kín tức là một đối tượng không có hở. Các bạn ha. Rồi, để tô màu trong Galro, hình Corel gồm có hai phần. Thứ nhất là màu bên trong đối tượng, và thứ hai là đường viền của đối tượng. Để tô màu bên trong đối tượng, chúng ta nhấn chuột trái.
Để tôi đường viền của lý luận, chúng ta bấm chuột phải. À, tôi sẽ bấm tay gì các bạn nhìn vậy ha. À. Để thay đổi bề dày của đường viền, chúng ta nhấn như đây, các bạn thấy hình cây bút ha. Chọn đây. Hoặc là chúng ta sẽ chọn bên đây. Các bạn ha. Đó là tô màu bên trong một đối tượng. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho bạn về sắp xếp các đối tượng trong keo RAW. Thì đầu tiên tôi sẽ sắp xếp trong keo RAW. Tôi sẽ vẽ một số hình. Tôi có thể áp dụng hình này. Tôi đang là sử dụng phím Ctrl D. Phím Ctrl D là phím lặp lại lệnh. À, nó sẽ lặp lại đúng khoảng cách cho chúng ta. À, rồi, bây giờ tôi sẽ quét khối đối tượng này. Chúng ta sẽ bắt đầu sắp xếp. Chúng ta khi chúng ta chọn đối tượng cho mà các bạn thấy đây. À, nhìn rồi. Thì ở đây chúng ta bắt đầu sắp xếp thử. Center, center là sắp xếp ở giữa đối tượng. Top lên trên đối tượng, bottom. Các bạn thấy ha. Đó. Được chưa? Còn phím tắt thì sao? Nếu như các bạn bấm chữ Bevel, chúng ta sẽ được phía dưới là bottom, chữ T là top ha, L là left, R là right, được chưa? Nếu như các bạn muốn cho nằm ngay giữa thì chúng ta bấm thêm chữ C là center ha, bấm thêm chữ E, bạn thấy ha. Ừ. Các bạn cứ thử bấm phím tắt là chúng ta sẽ biết định nó có tác dụng như thế nào. Đó là phần sắp xếp đối tượng đồng đồng tâm, canh trái, canh phải. Bây giờ đối tượng trên dưới, tôi sẽ vẽ ba đối tượng ha. Các bạn lưu ý đối tượng chúng ta vẽ phía sau luôn luôn nằm ở phía trên. Tôi sẽ tô màu. Bây giờ tôi muốn màu xanh này, tôi sẽ để đây nha các bạn. Tôi muốn màu xanh dương này nằm trên màu xanh lá cây và nằm dưới màu đỏ. À. Tôi sẽ bấm phím Ctrl Pay Up. Ctrl Pay Up là sẽ đưa lên từng lớp một. Ctrl Pay Down là sẽ đi xuống dưới từng lớp một. Mà đã rõ ràng ha. Nếu như tôi muốn cho đối tượng màu xanh dương phía dưới lên trên cùng, tôi sẽ bấm phím Shift Pay Up hoặc xuống dưới tận cùng Shift Pay Down. À, các bạn thấy rõ ha. Thì đây là những công cụ, các bước, các cách thực hiện mà thường xuyên nhất ở trong keo RAW. Tôi hy vọng sau bài này các bạn đã hiểu rõ thêm về chương trình keo RAW. Chương trình keo RAW là một chương trình đồ họa rất là mạnh dùng để thiết kế. Và tôi là giáo viên ở trung tâm và tôi có rất là nhiều học viên học keo RAW. Rồi, các bạn hãy truy cập vào website. Các bạn truy cập website corel.trungtamtinhoc.edu.vn để cập nhật những bài viết mới nhất từ tôi và những bài học. Hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua corel@trungtamtinhoc.edu.vn. Xin chào các bạn.